Ok, hiểu Rồi, rồi. người kế. Hello, Kính chào Master. sư phụ, I con told nói my với vợ wife, con why là is it sư phụ your đang ở đây. master there? Và And sư she phụ nói said, em thật bướng bỉnh. you're really stubborn. And Con nói anh tu hành lâu nay rồi. after all this time that I've been practicing, you Cho really dù stubborn em that có chút because nghi ngờ by thì now I tới know bây giờ that em phải Master is biết rằng good, sư he's phụ okay. tốt, Ngài rất tốt. And Rồi vợ con she's đồng ý xin agreed to thọ get tâm ấn. initiated. Hay quá. Chúc mừng Congratulations. anh. And I also got some Con more còn tin witness mừng here. nữa, My con son, trai của con, cháu he thọ got nửa half pháp initiated the tâm ấn child cho trẻ em. Nhưng cháu không chịu tu hành vì cháu đang ở lứa tuổi thiếu niên rất là ngỗ nghịch, hút thuốc, uống rượu, nói dối, trộm cắp, ma túy, đủ thứ. Trời ơi, ma túy à, không được. Anh phải trông chừng cháu chứ. Phải bảo cháu không được. Dạ, con có nói. Con cãi với nhau với cháu hoài, gây nên rất nhiều rắc rối. Cuối cùng cháu thi suýt rớt. Rồi bỗng nhiên cháu nhận ra rằng cháu có thể bị kẹt vào một tình huống mà cháu không muốn. Cháu có thể lún sâu hơn nữa, thế là cháu sống đàng hoàng trở lại. Rồi từ từ chúng con tiếp tục khuyến khích cháu thiền với chúng con. Nhưng con không, vì nhiều người ép con cái đến thọ tâm ấn, nhưng các cháu không thật sự tu hành. Nhưng đối với cháu, con nói nếu con chịu thiền mỗi ngày trong 6 tuần, có thể bà sẽ nghĩ đến việc nộp đơn xin cho con thọ nguyên pháp. Nhưng trước tiên, trong 6 tuần cháu đã thiền, sáng nào cháu cũng đến ngồi thiền, nhưng con luôn luôn coi cháu những gì cháu nói, chứ không tin 100%. Tôi hiểu, con sẽ xem cháu có làm hay không, rồi sau đó cháu thiền. Lần này, khi về nhà, con nói nếu con đọc 5 cuốn sách Bí quyết Thức Khắc Khai Ngộ, quyển 1 tới 5, nếu con đọc bản tin của sư phụ hàng tháng, và nếu lần nào con cứ đi cộng tu, mỗi khi có cơ hội thì ba sẽ nộp đơn cho con. Cháu cũng đồng ý. Cho nên sư phụ có hai người nữa. Tốt. Con xin lỗi là quá nghiêm khắc với cháu, nhưng con biết cháu lười. Con muốn, vì con không muốn phí thì giờ của sư phụ với cháu hoặc phí thì giờ của cháu với ngài, nên con phải chắc chắn nếu con anh làm được phân nửa những gì anh nói thì cháu có thể tỏ tâm ấn nhé. Tôi sẽ đi nửa đoạn đường còn lại. Dạ, tuyệt quá, cảm ơn sư phụ. Nhưng cháu ngoan lắm, bây giờ cháu vui lắm. Tôi hiểu, khi con về tới nhà nhìn thấy cháu được gia trì và rất vui. Thật ra cháu rất ngoan, có tâm tốt, nhưng cháu thử học làm người xấu. Không phải vậy, chỉ là áp lực của bạn bè cùng lứa, hiểu chứ? Dạ, con hiểu rất rõ. Tôi nói với quý vị, các bậc cha mẹ, vì lời nói của quý vị thật sự quan trọng. Nhiều cha mẹ không nói gì cả, hoặc nói rất ít, nên con cái không nghĩ rằng tránh xa ma túy là thật sự quan trọng cho lắm. Quý vị phải quả quyết nói không được. Phải bảo con mình biết sẽ có hại gì. Phải lặp lại hết lần này sang lần khác, hoài hoài, một cách tử tế, đàng hoàng, hợp lý. Phải nói không được. Đừng nói thôi kệ, cứ để tự nhiên. Đừng nói như thế. Vì khi trẻ em ra ngoài, họ bị hàng trăm, hàng ngàn ảnh hưởng xấu đang chực chờ họ ở khắp nơi và các cháu dễ bị sa ngã. Còn nhỏ mà, quý vị phải nói không được. Phải đi cùng với con mình suốt từng giai đoạn trưởng thành, mỗi ngày nói chuyện với nhau như bạn. Đừng la lối từng lỗi nhỏ hoặc những điều cháu làm, mà nên khuyến khích và nói cái này không tốt. Con phải ngưng ngay. Điều này thật sự ảnh hưởng tới sức khỏe, tương lai và gia đình. Bảo các cháu rằng quý vị không vui, cảm thấy thật buồn về điều đó, quý vị phải nói cảm xúc của mình, vì trẻ nhỏ không hiểu. Đôi lúc nếu quý vị không nói hoặc không khắt khe với các cháu, họ thậm chí tưởng quý vị không quan tâm, không màng họ sống chết ra sao, ngoan hay hư, nên các cháu cảm thấy bị hắt hủi, bỏ bê, rồi càng ngày càng tệ hơn để cho quý vị chú ý đến. Cho nên quý vị phải chú ý tới các cháu một cách tế nhị, ý nói là chừng mực từ lúc đầu, không nuông chiều hay quan tâm quá mức, mà hãy như một người bạn, thì họ sẽ thổ lộ hết với quý vị, rồi quý vị sẽ biết các cháu đang làm gì, bạn bè các cháu đang âm mưu gì. Các cháu phải tin tưởng quý vị, tin tưởng quý vị, thì họ sẽ nói cho quý vị nghe hết. Rồi quý vị mới biết họ nghĩ thế nào, và rồi quý vị mới biết cách để giúp các cháu. Vì bên ngoài các cháu rất đơn độc. Quý vị tưởng các cháu là con mình thì các cháu được bảo vệ à? Không đâu, khi đến trường các cháu không được bảo vệ. Nhiều khi các cháu bị bắt nạt ở trường và không dám kể cho quý vị biết.
Nhiều khi các cháu làm chuyện này chuyện kia chỉ vì muốn được nhập bọn vào các băng nhóm khác, nếu không là bị ra rìa, coi như là dở, hèn nhát. Và mấy danh từ này nghe rất đau lòng đối với thanh thiếu niên, cho nên phải bảo các cháu biết cái gì tốt, cái gì xấu, và danh hiệu không quan trọng. Quý vị phải ủng hộ các cháu, làm bạn với các cháu để các cháu có thể nương tựa và tin tưởng quý vị, để cả thế giới không còn quan trọng đối với các cháu nữa. Như vậy họ không thể không làm hư hỏng con cái quý vị được, vì xã hội xấu vẫn còn đó. Nhất là trẻ em mà các cha mẹ khác không biết cách dạy dỗ con, và rồi con cái quý vị bị ảnh hưởng xấu từ mấy trẻ em này, và rồi họ lây nhiễm lẫn nhau. Quý vị phải nhất định cương quyết, phải nói không được. Dù cháu không thích, cháu sẽ nghe. Phải nói một cách hợp lý và thương yêu. Rồi ngày qua ngày, dù hôm nay cháu không thích, nó cũng sẽ thấm vào. Rồi một ngày tình thế đảo ngược, cháu sẽ thấy khía cạnh xấu của bạn bè, sẽ nghĩ rằng, ồ, ba tôi tốt hơn, ông nói đúng. Nhìn bạn kia, nghiện ma túy thành như vậy. Coi những gì xảy ra với bạn đó, ba tôi nói đúng, tôi không muốn như bạn đâu. Một ngày nào đó, dù cháu đã bị ảnh hưởng tệ rồi, nhưng ảnh hưởng của quý vị vẫn quan trọng, còn hơn là... Nhất là quý vị cũng có quyền nữa. Thành ra phải nói không đối với mọi thứ xấu mà con cái muốn thử qua và trải nghiệm. Ngay cả đề tài tế nhị như tình dục, quý vị cũng phải ngồi xuống nói chuyện với các cháu. Có thể các cháu biết nhiều hơn quý vị rồi, nhưng quý vị cũng phải biết các cháu biết những gì để hướng dẫn họ. Đừng mắc cỡ về chuyện này, rồi đợi tới khi các cháu gặp rắc rối thì quá trễ rồi. Mắc cỡ bây giờ còn hơn là sau này. Nếu không, họ có thể mất mạng hoặc mắc phải các bệnh hiểm nghèo. Quý vị phải bảo các cháu như cách quý vị nói với chính mình được chứ, vì quý vị phải là bạn của con cái. Nếu quý vị không là bạn, thì ai là bạn của con cái đây? Quý vị là những người bạn tốt nhất mà họ có thể có. Thật ra là hai người bạn duy nhất mà họ nên có tới khi họ trưởng thành. Dĩ nhiên họ có các bạn khác, nhưng họ cùng lứa, cùng tuổi, đâu biết gì nhiều. Đó là bồ tèo, không phải bạn. Cha mẹ mới là bạn. Cha mẹ là hai người hướng dẫn. Còn cái kính nể quý vị, bây giờ quý vị đã mài dũa bản thân sạch sẽ rồi, thì hướng dẫn còn giỏi hơn nữa. Một người bạn tốt hơn. Thành ra trong thế giới rộng lớn ngoài kia, các cháu phải biết rằng họ lúc nào cũng có quý vị, làm họ cảm thấy tự tin, vững mạnh, được thương yêu. Nhờ vậy họ sẽ khắc phục được mọi thứ khác. Vì nếu không cảm thấy được thương yêu, họ sẽ cảm thấy kiệt quệ. Có hiểu ý tôi không? Họ sẽ không cảm thấy hứng thú để làm gì hết. Rồi họ sẽ thử bất cứ gì để cảm thấy vui hơn. Cho nên tình thương gia đình rất quan trọng đối với trẻ em. Quý vị phải cho họ tình thương nhé. Tình thương vô điều kiện, cứng rắn nhưng thương yêu nhé. Cũng như cách tôi đối với quý vị vậy. Đôi khi tôi rầy la, nhưng quý vị được thương và quý vị biết điều đó. Dù tôi rầy la, quý vị vẫn biết có thể tin cậy vào tôi. Quý vị vẫn biết tôi không hại quý vị. Quý vị biết vậy, phải không? À, cũng vậy. Hãy cư xử với con cái tương tự vậy, để họ biết mình lúc nào cũng thương họ, nhưng đừng nhượng bộ chiều theo ý họ. Cưng hư khác với thông cảm và thân thiện. Hãy là bạn của con mình. Chẳng hạn, nếu họ về nhà thổ lộ với quý vị điều gì xấu như, ô, hôm nay con làm gì đó được coi là xấu, quý vị đừng la lối liền, đừng nói con hư quá, vân vân và vân vân. Quý vị nói cảm ơn con nói cho ba biết, ba cảm thấy rất vinh dự vì con đã nói cho ba biết những điều này. Mặc dù con biết là kể cho ba nghe có thể không tốt lắm, nhưng ba mừng là con đã nói ra. Rồi giúp đỡ họ tùy theo hoàn cảnh của họ, vì các em còn nhỏ dại. Nếu các cháu phạm lỗi cũng vì là các cháu là trẻ em. Nhìn quý vị thì biết, lớn vậy rồi mà vẫn còn mắc lỗi tùm lum, thì sao trẻ em không làm lỗi được? Cho nên nhân cơ hội hướng dẫn thương yêu họ. Mỗi lần con cái thổ lộ chuyện gì xấu thì cũng đừng la mắng họ. Chỉ nói là quý vị rất mừng, rất vinh hạnh được con cái tin tưởng. Như vậy họ sẽ kể cho quý vị nghe thêm nữa, vì lỗi làm chắc chắn sẽ xảy ra và ảnh hưởng xấu đâu đâu cũng có. Nên phải mừng là con cái kể cho mình nghe, rồi tùy theo đó mà cắt đi nhé, hiểu không? Hãy để các cháu nói cho quý vị biết, làm bạn chứ không phải làm một người quyền uy. Đừng làm quá, hiểu chứ? Đừng làm quá mức. Được rồi. Đây là một trường hợp rất tế nhị. Không phải gia đình nào cũng giống nhau, nhưng đường lối là thế đó. Hãy là một người bạn, là bạn để họ có thể kể lể nỗi niềm và có thể tin tưởng quý vị rồi.
Họ sẽ nghe lời quý vị. Hiểu chứ hả? Cảm ơn anh đã nêu lên vấn đề đó để nhân tiện tôi nói cho mọi người khác biết luôn. Nói đi. Truyền hình bây giờ cũng có rất nhiều chương trình hướng dẫn cách cư xử với thanh thiếu niên và trẻ em. Hồi con mới lớn, đâu có những kỹ năng này. Nhưng con nghĩ đối với con trai của con một ngày nào đó, cháu sẽ chuyển hướng. Cái gì chuyển hướng? À, hiểu. Con thường nói với cháu rằng, con xem này ma túy không tốt, con phải tránh xa. Nhưng cháu cứ đi ra ngoài hoài. Có những lúc hai cha con cãi nhau rất dữ dội. Và vợ con cũng xen vào. Rồi cháu lôi vợ con vào phe cháu làm con cảm thấy không còn quyền hành gì nữa. Giận quá, con nói thôi được. Tôi mặc kệ hai người, muốn làm gì thì làm. Nhưng lúc nào con cũng cố gắng cho cháu lời khuyên tốt. Nhưng có một lần cháu đi ra ngoài. Con nói với cháu, này ba không muốn con đi chơi, tối nào con cũng đi chơi, ba muốn con ở nhà. Cuối tuần hãy đi, chứ không phải ngày nào cũng đi. Tối hôm đó cháu đi, thành ra con tịch thu máy vi tính của cháu, đem vô phòng con khóa lại. Lúc trở về, cháu nói rằng con sẽ vô phòng lấy máy vi tính. Trước hôm đó, con có xem một chương trình. Trong đó, người huấn luyện viên dạy một thiếu niên cách đừng nổi nóng. Huấn luyện viên đó đứng trên khán đài, đánh quyền anh với người thiếu niên. Ông nói với cậu ta rằng, tôi sẽ chửi cậu, làm cho cậu tức tối, nhưng nếu cậu đánh tôi thì cậu thua. Nên con dùng chiến thuật đó với con trai con, bất luận cháu nói gì, chửi thề, dùng những danh từ này kia đủ thứ để nhục mạ con. Nhưng con nói, này, ba sẽ không giận. Ba thương con, nhưng ba sẽ không đưa máy tính lại cho con tới khi con ngừng đi chơi. Rồi cháu nói, ba hãy đợi đấy. Thế là cháu chờ ở cửa. Bạn con thường tới cộng tu vào tối thứ tư. Cháu nghĩ con sẽ mắc cỡ mà đưa máy lại cho cháu, vì bạn con sẽ đến. Nhưng khi bạn con tới, con kéo bạn vào nói rằng tôi đang cãi nhau với con trai. Vì cháu đi chơi hoài, nên tôi phải tịch thu máy tính của cháu. Nếu anh không ngại, thì hôm nay chúng ta thiền trong phòng khác. Vì lúc đó, cháu dùng hết hơi sức, chửi thề đủ thứ. Con nói, ba đã nghe mấy câu đó rồi. Ờ, thì ba ngu. Ba thế này, thế nọ, thế kia. Ba thương con, nhưng ba sẽ không trả máy tính lại cho con. Đúng rồi, cậu ấy không xứng đáng. Dạ, và thật ra sáng hôm sau, con mang theo máy tính của cháu đi làm. Con để máy ở đó khoảng 2 tuần. Tối hôm đó, vì con không cãi nhau với cháu, nên cháu không kéo mẹ cháu vào được, nên vợ con theo phe con. Hai chúng con cố gắng giúp cháu. Con nói với cháu một cách thương yêu. Con cứ lặp lại với cháu rằng ba thương con. Cháu nói, con ghét ba. Con nói, nhưng ba thương con. Thật ra hôm đó, cháu bị hao tổn sức lực nhiều lắm. Con nói, này, ba đã theo ngài Vô Thượng Sư 10 năm rồi. Con không nghĩ là ba đã học được vài chiêu hay sao? Tốt, rồi cậu ấy nói sao? Thật ra sau lần này, tình cha con đã tiến bộ rất nhiều. Con trả cho cháu máy vi tính, nhưng phải sau nhiều lần thử thách, hiểu hiểu. Rồi con giúp cháu học, vì cháu học cùng môn mà con đã tốt nghiệp. Hay quá, cho nên qua đó chúng con trở nên thân thiết, tốt lắm. Và từ từ vun đắp, mỗi ngày con thấy cháu có tiến bộ. Các cháu đang trong thời kỳ khó khăn trong đời. Thiếu niên mà, kích thích tố của họ gia tăng ồ kinh khủng vì họ bị nhiều ảnh hưởng xấu xung quanh như sư phụ nói. Mấy cậu trai khác hút ma túy đủ thứ rồi khoe khoang. Tôi biết. Còn thấy những người mà cháu làm bạn có đẳng cấp rất thấp, cháu ép mấy đứa đó làm bạn với cháu. Mấy đứa đó không muốn cháu, nhưng cháu tự ép mình để được nhập bọn. Tôi biết. Ở trong trường, học sinh luôn làm vậy. Áp lực của bạn bè chỉ vì muốn mình ngầu, biết không? Dạ đúng. Không chỉ ăn mặc giống nhau mà còn phải hành động giống nhau. Nếu họ uống rượu, mình cũng phải uống. Nếu không thì không được nhập bọn. Đám bạn sẽ trêu cười mình đủ thứ. Quý vị phải bảo đảm, đừng để cháu phải trải qua những đau khổ vô ích này. Nói cho cháu biết giáo trị không phải là mình ngầu, mà là làm một học trò giỏi, thông minh và tự lập. Có vài lần con đã làm cho cháu hiểu con. Có lần xe cứu thương gọi con sau khi quá say sưa nôn mửa, cháu nằm ngoài đường lộ. Hôm đó con đem cháu về, nhưng suốt thời gian đó, con đối với cháu rất thương yêu, không nóng giận gì cả. Con nói, ba muốn đợi đến khi con khỏe đã, vì con biết cái cảm giác bị rượu hành là như thế nào. Kinh khủng.
Rồi có một lần cháu bị cảnh sát bắt và cháu, ôi trời, lúc đó con bị bệnh nên không đi lãnh cháu về được, không biết cháu ở đâu. Nên ngày hôm sau cháu đã bị vào xà lem một đêm. Lúc đó con nói với cháu rằng, con à, cuộc đời con có thể sẽ như thế này nếu con muốn vậy. Nhưng ba nghĩ rằng con có thể làm khá hơn vì con là một cậu bé sáng dạ thông minh. Anh phải bảo cháu viết xuống những gì cháu muốn làm với cuộc đời cháu. Đừng bảo cháu phải làm gì, mà hỏi cháu muốn chọn cái gì, muốn là một người như thế nào. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, bây giờ cháu đã thay đổi, tốt. Cháu rất chú tâm học hành, bây giờ còn thiền nữa, tốt lắm. Cháu rất vui và giúp đỡ việc nhà, và con ngoan quá, lạc quan. Từ đó mà thay đổi thế hả? Dạ. Tôi hãnh diện về anh, cảm ơn ngài. Cũng nhờ anh mà được như vậy. Gia đình là vậy đó, nói quý vị hay. Chào sư phụ, con cũng thọ tâm ấn từ lúc nhỏ. Và con đã trải qua áp lực của bạn bè, mọi thứ trong trường. Con đã làm hầu hết những chuyện mà chú đó vừa nói đến, hiểu. Sau đó đời con chuyển biến, và rồi con thiền. Và con biết sư phụ lúc nào cũng bên con biết ngài lúc nào cũng ở đây với con. Rồi đời con thay đổi, con bắt đầu thiền. Sau đó mọi chuyện trong đời con thật là kỳ diệu. Như là hồi còn trẻ, con đã không đi ra ngoài trời, và bây giờ thấy mặt trời ló dạng, con mỉm cười hạnh phúc. Con tràn đầy sung sướng vì có sư phụ bên con. Con biết mỗi ngày sư phụ đều luôn luôn ở bên con. Chắc chắn rồi, mỗi ngày. Con chỉ muốn nói với sư phụ rằng con rất biết ơn về tất cả những gì ngài đã làm cho con. Không sao cưng, tôi thích làm vậy mà, tôi thương cô. Cảm ơn sư phụ, con cũng thương ngài thật nhiều. Cô là đứa trẻ ngoan, con ngoan như vậy, phải. Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn ngài rất nhiều về tất cả những gì ngài đã làm. Ồ, tôi cũng hiểu cô. Thôi thông cảm với quý vị và các thanh thiếu niên. Rất cô đơn ngoài kia, quý vị nghĩ họ có bạn cùng trang lứa, có bạn bè, nhưng họ rất cô đơn. Những đứa không cô đơn là những đứa hung hăng, hay đi bắt nạt trong trường như trưởng băng nhóm. Rồi chúng bắt mọi em khác phải làm những gì chúng muốn. Rồi chúng chọc ghẹo con cái quý vị, như là béo phì, ốm tom teo. Họ gọi bằng biệt danh này kia làm cho mình thấy mình không ra gì, mình là dở nhất lớp. Đủ thứ chuyện như vậy, họ làm đời mình như địa ngục. Nên quý vị làm cha mẹ, phải hiểu rằng trẻ em cũng có vấn đề. Không phải cứ thảy họ vào trường rồi quý vị không có gì phải lo. Quý vị cũng phải hiểu những vấn đề của các em nữa. Có lúc họ thậm chí kết bè kết đảng với nhau để ăn hiếp một em khác. Rồi các em về nhà, dĩ nhiên là chán trường. Các em không biết làm gì, thậm chí không thể nói với cha mẹ. Nhiều khi các em cũng không xác định được vấn đề, chỉ cảm thấy buồn mà cũng không thể nói với cha mẹ vì không biết cách diễn tả những chuyện trong trường. Hơn nữa, các em cảm thấy bất lực, cũng mắc cỡ khi nói cho quý vị biết. Nên quý vị không phải là bạn thân, họ sẽ không nói ra vấn đề của họ, cũng vì tự ái nữa. Thanh thiếu niên có lòng tự ái cao hơn tất cả chúng ta. Đó là lúc họ phát triển lòng tự tin. Tất cả bạn bè, gọi là bồ tèo và bạn cùng lớp cứ tấn công họ. Dĩ nhiên họ cảm thấy bị hủy hoại, nên quý vị phải ở bên cạnh giúp đỡ con cái mình. Quý vị đã chọn lập gia đình và có con cái. Quý vị phải có trách nhiệm. Quý vị phải ở bên cạnh giúp đỡ con cái mình. Dĩ nhiên quý vị ngồi thiền này kia, nhưng cũng phải sẵn sàng giúp đỡ con cái mình. Quý vị phải biết tuổi trưởng thành có rất nhiều khó khăn nếu không có tình thương của cha mẹ và gia đình. Mà đối với họ, cảm giác được thương rất quan trọng bất luận thế nào. Họ phải thật sự được cảm nhận được. Nếu không, vô trường bị ăn hiếp, về nhà cảm thấy không ai muốn, không ai quan tâm. Cho dù đôi lúc quý vị la rầy, họ cũng biết quý vị quan tâm. Nhưng nếu quý vị không để ý đến họ, thậm chí không la rầy, được rồi, muốn làm gì thì làm. Và sau một thời gian, không nói chuyện với họ thì sẽ tệ hơn vì họ đã trải qua giai đoạn rất khó khăn trong đời. Tuổi mới lớn là khó khăn nhất và tệ nhất. Vì họ lớn quá nhanh so với khả năng hiểu biết của họ, cơ thể trưởng thành quá lẹ, họ có thể khó kiềm chế được thân thể. Cho nên nhiều khi họ làm bể đồ đạc hoặc đụng vào đủ thứ vì cơ thể của họ lớn quá mau. Thanh thiếu niên, dễ làm bể đồ đạc, dễ hơn là khi đã lớn hơn hoặc còn nhỏ hơn. Đó là do cơ thể thật đó, tôi không nói đùa đâu. Cơ thể họ lớn mau, bộ óc của họ khó ra lệnh, không quen. Cũng giống như quý vị có một chiếc xe mới, dụng cụ mới, phải cần thời gian. Cộng vào đó là bị lời nguyền.
kích thích tố nổi dậy bên trong, làm họ cảm thấy ồ, họ không biết làm gì, rất bất an, bức rứt. Cho nên hãy thông cảm nhé, giúp đỡ, làm bạn, dẫn dắt họ nhé. Nên nhớ rằng, quý vị đã từng ở độ tuổi mới lớn này, có nhiều việc quý vị không hiểu, tại sao điều này xảy ra, tại sao cơ thể cảm thấy như thế, tại sao cảm thấy như vậy, tại sao muốn làm chuyện này, tại sao, nhiều điều quý vị không hiểu. Cũng vậy, con cái của vị cũng vậy. Tôi mừng là cô gái đó tốt. Nhưng có bao nhiêu thiếu niên có thể kiềm chế và tự tin như vậy? Có bao nhiêu? Nên tôi mừng là cô là một đứa trẻ ngoan, tôi mừng là cô vững mạnh. Vì bị áp lực bạn bè ở trường học, có thể làm hại con cái của vị. Có em tự tử cũng vì vậy. Đôi khi có những em nhỏ, rất thông minh bên trong, rất thông minh. Nhưng vì sức phá hoại của những đứa hay ăn hiếp làm cho em cảm thấy bất lực. Rồi điểm số bị xuống thấp hoặc học hành không giỏi vì không tập trung được. Cảm thấy chán nản và buồn bã. Trí thông minh cũng bị hư hoại. Quý vị hiểu không? Nên có lúc con cái quý vị bị điểm thấp hoặc tự nhiên xuống dốc. Quý vị phải biết là tại sao. Phải nói chuyện với cháu. Đưa cháu ra quán cà phê mà cháu thích nhất. Hai người cùng ngồi với nhau. Hoặc với một người. Tùy theo cháu hợp với ai. Đi chung với cha mẹ. Hoặc đi chung với cha trước. Nếu hợp với cha hơn, thì đi với cha trước. Đi với nhau rồi về nhà. Nếu cháu dặn giữ bí mật, thì quý vị giữ bí mật. Giữ lời hứa với trẻ em rất quan trọng. Nếu muốn mua cho cháu cái gì đã hứa rồi thì quý vị phải làm. Nếu không làm, thì phải có lý do thật chính đáng. Nếu không, họ sẽ không tin quý vị. Nếu quý vị tiết lộ bí mật mà không cho cháu biết trước, lần sau cháu sẽ không tin quý vị nữa. Muốn nuôi dạy một gia đình không phải chuyện dễ. Nhưng tôi mừng là nhiều người trong quý vị làm tốt. Tôi thấy gia đình quý vị con cái ngoan ngoãn. Dù các cháu trải qua giai đoạn khó khăn trong đời, nhưng nhờ có quý vị là người nâng đỡ, đưa cháu theo con đường hướng tốt, các cháu thành người tốt, các cháu có thể vượt qua sóng gió một cách vẻ vang. Đó là cách nuôi con tốt nhất. Tốt lắm. Nên tôi chúc mừng quý vị. Tốt cho cả gia đình, trọn gói. Tôi rất hãnh diện về cô. Tôi hãnh diện lắm. Cảm ơn Ngài. Thật tình hãnh diện. Lại đây để tôi ôm một cái. Để tôi ôm một cái. Dạ, con bị tê chân. Tê chân. Tội nghiệp cưng. Dĩ nhiên. Vì con ngồi lâu quá. Cảm ơn sư phụ. Không có Ngài, con đã không làm được. Nhưng cô là con ngoan. Cô ngồi xuống lẹ. Hãy ngồi với toàn thân trên chân, trên bàn chân, thì sẽ bớt bị tê. Ngồi với cả người lên, hiểu không? Như thế đó. Thật sự ngồi hẳn lên, sẽ thấy đỡ đau hơn. Tốt. Như vậy nghĩa là cô thiền tốt vì dòng năng lượng đi lên, lên, lên. Thành ra cô cảm thấy bị vợp bẻ. Nhiều khi chân không cử động được, cho nên hãy cẩn thận. Nếu đứng dậy thì phải coi chừng. Thử trước vì chuyện này đã xảy ra cho tôi. Đôi khi tôi xuất thiền, hoặc ngay cả vừa ngủ dậy, hoặc thậm chí ngồi lâu chỗ nào đó, rồi muốn bước đi là bị ngã. Bởi vì thân thể đi đâu mất, hoặc một nửa đi mất, rồi bị ngã. Chân mình đâu mất rồi. Cho nên hãy cẩn thận. Sau khi thức dậy, hoặc xuất thiền nên thử trước, có hoạt động không đây? Mình có thể quên, biết không? Có thể quên mất. Bởi vậy, không nên ngồi thiền trên ghế cao. Có thể bị ngã. Đó là bí quyết tại sao chư Phật và đạo sĩ họ ngồi trên sàn nhà. Thậm chí có giới luật trong kinh Phật không được ngồi ghế cao hoặc giường cao vì lý do đó. Nói đi. Có một đêm con đang thiền rồi bị tê buốt vì khi tỉnh dậy mình không biết bị tê. Con đứng dậy, sau đó bị ngã ngửa ra, ba con đang đứng ngay ở cửa. Con nhận ra rằng con bị ngã và rồi con cố gắng đứng lên lại mà ba con chỉ bỏ đi thôi. Sáng hôm sau con hỏi sao lúc con bị ngã ba không đỡ con dậy. Ba con nói con bị ngã hả? Rồi ba con chỉ bỏ đi vậy thôi.
Bà còn nói bà đâu có biết. Con nói con bị ngã vì tê chân. Cha gì mà kỳ quá ha. Cha có đó để làm gì ha. Bảo rồi, bảo cái gì rồi. Không chỉ cha của cưng thôi đâu mà đàn ông là như vậy. Có nhiều điều đối với phụ nữ chúng ta là quá rõ ràng nhưng đàn ông lại không để ý. Tôi hy vọng qua gương chỉ dạy của tôi họ sẽ tiến bộ. Cha cô như vậy là đã tốt lắm rồi. Ý nói là ít ra ông cũng nghe khi cô nói. Đàn ông không có khả năng chú tâm nhiều bằng phụ nữ. Nên đôi khi họ làm như thế đó. Những chuyện rõ ràng và đơn giản họ không chú ý nên đừng giận ông mà nên hướng dẫn nói là lần sau ba thấy con như vậy. Nghĩa là con cần ba giúp đó. Con cũng ngã kêu cái rầm. Vậy à? Thế mà ông vẫn bỏ đi. Con không biết tại sao. Có lẽ ông đang suy nghĩ, chắc ông nghĩ con đang sai hay gì đó, chuyện gì khác không đâu. Ông biết cô không uống rượu mà, có lẽ đôi lúc đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hoặc ông nghĩ, có lẽ cô đang tập thể dục, đang thử võ công của cô. Muốn nói gì nữa không cưng? Không à, dạ không. Con xin kể chuyện vui về đàn ông. Vừa rồi con vào nhà bếp kiếm trà. Con hỏi trà để đâu, trà ở đâu. Mà trà thì ngay ở trước mặt con. Rồi anh đồng tu khác đi vào. Cũng nói y như con. Nói giống y chang. Dạ, ba con khi con mới lớn. Nếu ông đang đọc báo. Con gọi ba, ông không trả lời. Con gọi tiếp ba, ông cũng không nói gì hết. Cho dù có đánh lên đầu ông. Ông cũng chưa chắc biết là con gọi ông. Ồ, vậy à? Dạ, ba con thật lạ như vậy đó. Như vậy là quá mất. Quá mất. Có lẽ ông đang suy nghĩ về chuyện gì khác. Ba con là như vậy đó. Mỗi khi chú tâm vào chuyện gì, là như không còn gì khác hiện hữu. Chà, thế thì ông là thiền sinh giỏi, phải không? Tôi ước gì tất cả quý vị, lúc thiền đều giống như vậy. Quý vị không giống vậy sao? Có ai khi thiền giống như vậy không? Con hy vọng con như vậy. Hy vọng hả? Đôi khi hả? À, chúng ta ai cũng có khuyết điểm. Cứ cố gắng thôi. Nếu để ý thấy thì cố gắng sửa. Cố gắng sửa đổi. Không phải những chuyện lớn mới làm cho người trong nhà vui vẻ mà những chuyện nhỏ, chi tiết nhỏ. Những chuyện lớn tự nó giải quyết. Chi tiết nhỏ rất quan trọng. Cho thấy là quý vị quan tâm. Thí dụ như, khi quý vị ngồi nói chuyện với con cái vài giờ hay là cùng nhau chơi đùa. Như vậy còn quan trọng hơn là mua đồ chơi thật lớn rồi lơ là không nói chuyện. Phải cứng rắn đừng cưng hư họ. Cho nên những điều quý vị làm rất tốt. Khi cần cứng thì phải cứng. Họ phải xứng đáng với những gì họ muốn. Chứ không phải là họ muốn gì thì mình cũng mua mà không hướng dẫn họ theo chiều hướng giáo dục. Như vậy rất tệ, rất tệ. Trẻ em nên học giá trị của suy nghĩ cao thượng và đời sống giản dị. Họ cũng cần nên vậy. Được rồi, còn ai nữa không? Tốt, có tiến bộ. Nghe vậy tôi vui lắm. Nói đi. Thưa sư phụ, con chỉ muốn cảm ơn sư phụ về mọi chuyện Ngài đã làm. Tôi đã làm gì? Trong 2 năm vừa qua, nhất là năm vừa rồi, con cảm thấy trong tâm bình an hơn và cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện và thanh thản hơn nhiều. Con chỉ muốn cảm ơn Ngài về điều đó. Không có chi đâu, cưng. Không có chi. Cảm ơn Ngài. Tôi cũng vui khi quý vị vui. Người kế. Thưa sư phụ, con muốn cảm ơn Ngài đã gia trì cho con. Vì họ còn nhỏ, con đã chịu nhiều cay đắng ở trường và ở nhà. Trời ơi, nhưng những năm vừa qua, con được gia trì rất nhiều. Phép lạ xảy ra mỗi ngày. Bây giờ thì con rất vui. Cảm ơn sư phụ. Bây giờ anh tự tin hơn ạ. À. Dạ, cảm ơn Ngài. Điều đó có thể hủy hoại mình. Tôi có nói rồi. Nếu tuổi thơ quá tệ, có thể ảnh hưởng cả đời mình. Không phải chỉ thỏa nhỏ thôi. Rất khó để lấy lại tự tin. Nhất là những đứa có đẳng cấp Atula rất hung ác trong trường học. Họ chọc ghẹo quý vị và làm quý vị thật sự cảm thấy vậy. Đôi khi quý vị không xấu xí nhưng trong mắt họ quý vị xấu. Hoặc họ muốn quý vị cảm thấy xấu vì họ xấu hơn quý vị. Rồi họ cứ lặp đi lặp lại làm quý vị cảm thấy mình xấu xí thật cho dù quý vị không xấu. Ảnh hưởng tâm lý lớn lắm. Tôi không thể nhấn mạnh đủ rằng quý vị cần phải thật sự yêu thương và hướng dẫn con cái thế nào. Tôi không thể nhấn mạnh đủ.
Quý vị phải hiểu. Thôi, quên điều đó đi. Một số người quá ngu ngốc, họ không biết quý người khác, hoặc họ ganh tị. Đôi khi quý vị thông minh hơn, hoặc cha mẹ quý vị giàu hơn, hoặc có nhà cao cửa rộng hơn, hoặc có bạn trai tốt hơn, hoặc đẹp trai hơn, thế là họ mưu đồ chà đạp quý vị. Vì quý vị còn nhỏ, chưa hiểu biết gì nhiều, lại hiền lành nữa. Đa số những đứa trẻ bị chọc ghẹo là những em hiền lành dễ thương, vì những đứa dữ dằn, chúng đi chọc ghẹo những em khác. Còn những em hiền lành thì im lặng, lo học hành, làm bài tập, không làm gì xấu cả. Chỉ là các em quá hiền lành nên không biết cách tự vệ, vấn đề là ở đó. Cô lấy lại được niềm vui là tốt rồi, cô xứng đáng được vậy. Mọi người đều xứng đáng có hạnh phúc. Nếu quý vị không có, thì đó là vấn đề của quý vị. Quý vị phải xem tại sao mình không hạnh phúc trong cuộc sống, có chỗ nào phiền nhiễu mình. Một lần nọ, tôi ở Pháp, có một phụ nữ cứ nói với tôi, bà ấy cảm thấy buồn bã như thế nào vì chồng bà và gia đình. Cũng không phải là khó giải quyết, nhưng bà cứ phàn nàn, cứ hỏi tôi hoài. Và tôi đã nói rồi mà bà vẫn không đổi, nên tôi nói, bà biết không, nếu là tôi chỉ nhìn vào đời tôi. Chỗ nào quấy rầy tôi, bất cứ gì làm tôi không vui, là tôi dẹp bỏ ngay. Bà ta nói, cái gì thật sao, mọi thứ à, tôi nói bất cứ gì. Bà ta nói, chồng thì sao? Tôi nói, nếu ông chồng làm phiền tôi thì tôi bán ông ta đi. Nếu chiếc xe gây phiền phức thì tôi bán chiếc xe. Nếu căn nhà gây phiền toái cho tôi thì tôi bán căn nhà. Đầu tiên tôi nói, nếu chiếc xe gây phiền phức thì tôi bán chiếc xe. Sau đó tôi nói, nếu căn nhà gây phiền toái cho tôi thì tôi bán căn nhà. Rồi bà ta nói, còn chồng thì sao? Tôi nói, nếu chồng làm phiền tôi thì tôi bán ông chồng luôn. Tôi biết cần thời gian. Ông chồng thì khó hơn. Nhưng không phải như không làm được. Nghe như chuyện đùa, nhưng có thể thực hiện. Ý tôi nói, tại sao quý vị phải ôm phiền toái làm chi? Có thể quý vị không bỏ được bây giờ, nhưng hãy lên kế hoạch, hãy cố gắng nhìn về phía trước. Trong trường học cũng vậy, mấy em nhỏ nếu có ai bắt nạt mình thì phải về nhà nói cho cha mẹ biết, phải nói thẳng cho cha mẹ biết, vì cha mẹ sẽ giúp mình. Phải nói cho cha mẹ biết, nếu không nói được bằng lời vì mình không biết nói sao. Khó nói thì viết thư, suy nghĩ những gì mình muốn nói rồi viết xuống. Đôi khi viết dễ hơn nói, vì mình có nhiều thời gian hơn để sắp xếp ý tưởng. Vì còn nhỏ, có lúc mình khó nói. Và khi quá xúc động trong lúc nói chuyện, mình không thể diễn tả được. Cho nên có thể suy nghĩ về vấn đề mà mình muốn cho cha mẹ biết rồi viết xuống đưa cho cha mẹ xem. Được rồi. Còn chuyện gì hay nữa không? Không phải tôi không muốn quý vị kể cho tôi nghe về vấn đề con cái hoặc gia đình quý vị, không phải vậy. Mỗi người mỗi khác, cách quý vị nói cho tôi nghe, tôi không cảm thấy giận quý vị, tôi sẽ không cảm thấy quý vị làm phiền. Tùy theo quý vị có thật tình hay không. Có người chỉ muốn nói ba hoa, gây phiền phức cho tôi. Họ không thật sự cần lời khuyên của tôi, họ chỉ muốn ném rác vào tôi và những người khác, cái đó khác. Nhưng nếu quý vị có vấn đề thật sự, dĩ nhiên có thể nói với tôi. Tôi luôn nói về vấn đề của quý vị, chứ còn gì khác nữa hay là vấn đề của tôi? Tôi không có vấn đề gì cả, phải không? Không, cô bên cạnh đó, cưng đó. Kính chào sư phụ, lúc nãy con ở trên lầu, con phải xuống đây để nói với sư phụ. Ờ, sao lại không? Trước tiên, xin cảm ơn Ngài đã gửi kẹo thuần chay cho các con của con. Các cháu cảm thấy rất đặc biệt và được thương yêu. Con nói kẹo này là từ sư phụ. Con có thể thấy trong ánh mắt các cháu là các cháu cảm thấy đặc biệt. Ồ, chắc chắn đặc biệt chứ. Dạ phải, cảm ơn sư phụ. Và cảm ơn Ngài về món quà. Con đã có cảm giác là trước đây con ở ngoài không gian. Nhưng bây giờ, lúc tọa thiền, con chỉ trở vào lại. Sức kéo quá mạnh, vậy à, thật kỳ diệu. Con không thể nào xuất thiền được. Con phấn đấu để xuất thiền. Đừng phấn đấu. Sao phải xuất thiền? Dạ phải. Để ra con có thể ở lại đó. À, cô phải đi làm, nhưng thật tuyệt diệu. Sự thay đổi thật tuyệt. Mừng cho cô. Thật tuyệt vời. Cảm ơn sư phụ. Mừng cho cô. Bảo quý vị rồi, nó rất mạnh. Phải cẩn thận.
Quý vị không cần lúc nào cũng phải nói, nếu cần thì nói, không cần thì thôi, không bắt buộc. Tôi chỉ hỏi phòng khi quý vị muốn nói, đừng chờ đến khi tôi đi ra rồi lẻn vào trong góc nói. Thưa sư phụ, con có một bí mật, tôi ghét kiểu đó. Chuyện đặc biệt, con nói riêng với sư phụ được không? Còn gì nữa không? À, nói đi. Thưa sư phụ, con là đồng tu mới. Làm sao con biết được khi nào mình có tiến bộ, liệu con sẽ cảm thấy sự thay đổi không? Sư phụ nói mình thay đổi từ đẳng cấp này sang đẳng cấp khác. Anh không cảm thấy có thay đổi hả? Khi tọa thiền, con cảm thấy dễ chịu. Có lúc không cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng con thắc mắc, con có tiến bộ hay không? Dĩ nhiên là có, phải không? Chỉ là có lúc chậm hơn lúc khác. Nếu anh cảm thấy vui trong mọi khía cạnh đời sống của anh, đó nghĩa là anh tiến bộ. Không nhất thiết là phải thấy ánh sáng thiền đàng nội tại, vì có lúc anh đi lên quá nhanh nên không thấy. Và khi đi xuống thì anh xuống. Anh không thấy nó. Khi anh đi lên, đầu óc anh đóng lại. Thì anh không thấy. Nên anh nghĩ là không thấy, không quan trọng. Đây là công việc của linh hồn. Đây không phải là nghề biểu diễn mà lúc nào mình cũng phải thấy gì đó. Nghề linh hồn. Rồi, cảm ơn Ngài, không có chi. Nếu anh vui vẻ, trong anh vui vẻ nên nhất định là anh có tiến bộ, rất vui. Rất hiếm khi tôi thấy đàn ông vui trên thế gian. Phần nhiều họ... Trong anh rất vui vẻ và cảm ơn Ngài nhiều. Anh nhất định có tiến bộ, phải. Hãy hướng nội. Rồi, anh biết mình đã tiến bộ. Quý vị sáng hơn. Cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước. Tự tại hơn. Từ bi hơn, yêu thương hơn. Thoải mái hơn với chính mình. Quý vị còn cảm thấy trước đây đôi lúc có người trưởng thành về tâm linh cũng không cảm thấy mãn ý với chính mình. Mỗi người tu hành đều có chỗ đặc biệt nào đó cần phải cải thiện, hiểu không? Không phải lúc nào cũng là ánh sáng thiên đàng nội tại. Dĩ nhiên, quý vị có ánh sáng thiên đàng nội tại, nhưng có lúc đầu óc quý vị không biết, hoặc quý vị đi quá nhanh đại khái vậy, hoặc quý vị không để ý. Nhưng thí dụ, có lúc quý vị cảm thấy tự tin hơn. Có người cảm thấy khi còn nhỏ họ bị ức hiếp nên không cảm thấy tự tin, nhưng sau khi thiền, ít ra họ lấy lại lòng tự tin, không phải chỉ có ánh sáng hay gì đó. Họ cảm thấy bình tĩnh hơn, cảm thấy tốt đẹp hơn. Họ chấp nhận chính mình hơn, ngay cả vậy. Tôi không phải là nhà tâm lý hay gì cả. Tôi không cần ngồi xuống nói, ồ, quý vị đẹp, nhìn mắt quý vị. Nhìn mũi quý vị kìa, nó khác với mũi của mọi người khác, nhìn xem nó rất đặc biệt. Nhưng quý vị cảm thấy vậy. Quý vị cảm thấy, ồ, mình mập, nhưng mà đẹp. Mình ốm, nhưng mà xinh. Quý vị chỉ cảm thấy mình ổn. Đó là điểm bắt đầu rồi. Nam hay nữ gì cũng vậy. Vì thật ra, mình đẹp hay không đẹp là tùy vào người ngắm thôi. Quý vị nhìn thấy con ếch, ếch đực và ếch cái. Trong mắt ếch đực, ớt cái rất xinh đẹp, đúng không? Hoặc bất kể là gì đi nữa, thứ xấu nhất mà quý vị kể ra cũng đẹp đối với người nào đó. Và quý vị chỉ cần bấy nhiêu thôi, quý vị không cần cả thế giới nói với quý vị, ồ, quý vị xinh đẹp, và quý vị là Nam Vương Hoàng Vũ và những đủ thứ rác rến đó, không cần. Có người trông không đẹp, thoạt nhìn không có vẻ gì ấn tượng hay thu hút, nhưng càng nhìn họ, quý vị càng cảm thấy họ duyên dáng, và vẻ đẹp bên trong cứ chiếu sáng mãi. Đó là cái mình nên tập trung vào, vẻ đẹp bên trong. Rồi quý vị sẽ cảm thấy mọi thứ khác đều trở nên tốt đẹp. Quý vị sẽ cảm thấy mình đẹp. Ý là trước hết quý vị định nghĩa đẹp là gì đã. Ai cũng có hai con mắt, cái mũi ở giữa và cái miệng. Tùy theo miệng được đặt chỗ nào. Làm quý vị đẹp hay không đẹp. Hoặc có người thích môi dày, có người thích môi mỏng. Vậy thì có sao đâu, quý vị không cần phải giống người bên cạnh mới cảm thấy mình đẹp, không cần phải giống người mẫu mới cảm thấy quyến rũ. Tất cả đều là tâm thái, đều là phong độ. Tất cả đều ở trong đây, thật sự là như thế đó. Tôi đã già rồi, quý vị cũng biết phải không? Tôi đã 50 mấy tuổi rồi, nhưng quý vị biết có bao nhiêu đàn ông vẫn còn thích nhìn tôi và ngoảnh lại nhìn không? Thật đó. Tôi không nói đùa đâu, không phải kể để khoe với quý vị, tôi không màng điều này, nhưng tôi ngạc nhiên, biết không? Có lúc tôi thật sự ngạc nhiên. Chỉ vì tôi không nghĩ theo hướng đó.
Nên thật sự ngạc nhiên, như là tôi đi vào nơi nào đó, ăn gì đó, có lúc tôi vào nhà hàng. Vì đang du hành, tôi không muốn luôn phiền quý vị nấu ăn cho tôi. Tôi ở trong khách sạn, dĩ nhiên ăn trong nhà hàng. Nếu tôi bước vào nhà hàng, có lúc cả nhà hàng ngoảnh lại nhìn. Tôi chỉ ngồi trong góc. Mọi người cố kiếm cớ đi tới lui để lén nhìn tôi, cứ nhìn lén tôi. Thật đó, tôi không nói đùa đâu. Sư phụ trông trẻ, tôi cảm thấy đẹp. Tôi không cảm thấy như mình là phụ nữ đẹp nhất trên thế gian hay gì cả, nhưng cảm thấy đẹp. Không phải kiểu như tôi ra ngoài mỗi ngày, nếu có người nhìn vậy là hôm nay tôi đẹp hay gì đó, mà chỉ là đôi lúc họ làm tôi ngạc nhiên. Sau đó tôi biết tôi cảm thấy đẹp trong bất cứ trường hợp nào. Có lẽ đó là lý do. Thế giới không thiếu gì người đẹp, nhưng tôi thật sự làm người ta ngoảnh đầu lại nhìn và tôi không hiểu lý do. Không phải là tôi cảm thấy mình tuyệt đẹp hay gì cả, nhưng tôi làm họ ngoảnh lại nhìn. Cả phụ nữ nữa. Cả cặp vợ chồng họ ngoảnh lại nhìn nhiều lần, nhiều lần. Có lúc còn viện cớ để chụp hình này kia nữa. Mà tôi thì mắc cỡ, không phải lúc nào tôi cũng muốn chụp hình. Vì vậy, đôi khi tôi phải sang ngồi bàn khác, đối diện bàn kia, vì quá nhiều người nhìn hoặc tìm cách chụp hình. Thậm chí tôi phải quay lưng về phía họ, có lúc tôi phải đổi chỗ ngồi. Có khi nếu ngồi với ai đó, tôi nói xích qua bên trái một chút, không, không, bên phải, một chút, đúng rồi, ngay đó, để che cái nhìn của người khác. Tôi không là ai cả. Thật sự không có gì đặc biệt như thế, nhưng nếu quý vị cảm thấy đẹp, thì mình đẹp, thật vậy đó. Không phải là hãnh diện hay kiêu ngạo, không phải vậy. Chỉ cảm thấy vui với chính mình, cảm thấy bình an, cảm thấy không cần gì cả. Mình như vậy là tốt rồi, dù gì đi nữa mình cũng cảm thấy ổn. Thì người ta thật sự cảm thấy thu hút bởi quý vị. Không phải là diện mạo mà là cách cư xử nữa. Cách cư xử của quý vị đến từ bên trong, đúng không? Cho nên người ta vừa nhìn là thương quý vị liền. Bây giờ quý vị tự biết điều đó. Sau khi tâm ấn và tọa thiền một thời gian, người ta thương mến quý vị. Họ quả thật thương mến quý vị. Ngoại trừ kẻ thù từ tiền kiếp, họ trở lại cố gây phiền phức, nhưng dù vậy, họ cũng không thể không thương quý vị. Họ thương quý vị, nhưng vì nghiệp quả tiền kiếp, họ gây phiền phức cho quý vị, nhưng trong tâm, họ thương quý vị, phải không? Quý vị cảm nhận nhiều tình thương hơn trước, người ta thường cười với quý vị hơn, vì đó là sự phản chiếu của quý vị. Là như thế đó, tôi không nói điều gì khác mà quý vị chưa biết, phải không? Quý vị có kinh nghiệm rồi, đừng nói với tôi là quý vị không tiến bộ và tất cả những rác rến, đừng chú tâm vào những định kiến khờ dại về mình như thế nào và thấy ra sao. Đừng nhìn vào những phẩm chất phủ định nhỏ mà quý vị vẫn còn. Mỗi ngày viết xuống tất cả những điều khẳng định xảy ra cho quý vị. Sau đó quý vị sẽ thấy mình tiến bộ bao nhiêu. Rất dễ. Hoặc với gia đình quý vị, hoặc với những mối quan hệ nơi làm việc, hoặc với bạn bè, mọi thứ đều cải tiến. Ít ra quý vị có tiến bộ, cho nên không phải chỉ về ánh sáng thiên đàng nội tại mà thôi. Ánh sáng thiên đàng nội tại ở bên trong quý vị. Đôi khi có người tới gặp quý vị nói, ồ, quý vị có hào quang lớn trên đầu, phải không? Có người nói với quý vị, phải không? Nhưng quý vị có tự thấy không? Không, thấy không? Tôi bảo rồi. Như vậy cũng tốt, để ngã chấp của quý vị không nổi lên. Nếu mà mỗi ngày quý vị cảm thấy mình thánh thiện, đi ra nói, nhìn hào quang của tôi này, bạn không thấy sao? À, bạn mù rồi, nhìn lại đi. Cảm thấy quá thánh thiện cũng không tốt cho quý vị. Thỉnh thoảng, có người đến nói với quý vị tại sao quý vị lại có hào quang trên đầu, phải không? Vài người quý vị có kinh nghiệm như vậy, phải không? Như vậy đó. Nhưng quý vị không tự thấy được. Quý vị không thấy là tốt. Nhưng có người thấy, có người biết quý vị có hào quang, có người thì không. Vậy cũng không sao. Hãy chắc chắn rằng quý vị rửa sạch mỗi ngày để trong sáng ngời và trong sạch. Không có đốm nâu hoặc làn đen trong đó. Nếu mỗi ngày quý vị đều rửa sạch cho dù không tự thấy mình, thì đó là một cái gương soi. Một cái gương sạch, người khác sẽ thấy, không cần một đại thánh nhân mới thấy hào quang của quý vị. Người có khả năng siêu linh và người có năng khiếu từ tiền kiếp vì đã được ban phước, họ có thể nhìn thấy hào quang của quý vị. Nên quý vị không che giấu được gì cả, không thể giấu được. Mỗi ngày chỉ cần rửa sạch nó nhé, làm cho nó sáng lên, ý nói làm cho nó hiển lộ. Làm cho nó xuất hiện. Dù sao, bản lai diện mục của quý vị là sáng và trong suốt.
Chỉ làm cho nó hiển lộ thôi, đừng để bụi trần che kín nó nhé. Được rồi. Nếu đời không có người, hoa lá sẽ quên cười. Được rồi, còn ai nữa? Quý vị thật là may mắn, không biết đó thôi. Không, cô à. Ờ, đây, đây. Ờ, nói ra hết nỗi lòng đi. Con xin nói cảm ơn Ngài rất nhiều về tối hôm trước. Vì thật ra, sau khi con gặp sư phụ hôm thứ Bảy tại trung tâm London, con cảm thấy như lòng con chưa được thỏa mãn sau khi gặp sư phụ. Rồi con gặp sư phụ ở Surrey thì cả tâm hồn và cả con người con tất cả thay đổi rất nhiều. Và sau khi nhận món quà, thấy quá kỳ diệu. Thế à, cảm thấy tốt hơn. Dạ, cô cứ phàn nàn với tôi bên trong. Dạ, con biết con có. Không sao, cảm ơn sư phụ vô vàn. Không có chi. Ờ, đến giờ đi ra ăn tối rồi, phải không? Mấy giờ quý vị ăn tối? 6 giờ 30 tối, phải không? Tôi sẽ gặp lại quý vị sau, đừng lo nhé. Tôi lên lầu để quý vị nghỉ chút. Rồi chúng ta sẽ trở lại. Được rồi, bây giờ quý vị đi ăn ngon ha. Chúc ngon miệng. Gặp lại quý vị sau. 7 giờ 30 tối rồi. Rồi, tôi lên lầu, lát nữa gặp lại. À, tôi có mua đồ cho quý vị, túi sách của tôi đâu? Dạ, ở đây. Nhân tiện, điều tôi muốn bảo là nếu quý vị làm cho ai đó cảm thấy quá hãnh diện, họ sẽ tiêu tùng. Kiêu ngạo không tốt, ngã chấp không tốt cho quý vị. Tôi thật sự không muốn có thị giả. Vì sau khi họ gần tôi một thời gian, quý vị làm họ thấy quá quan trọng. Họ chỉ thích được quan trọng thay vì thích làm công việc của tôi. Rồi không làm đúng gì cả. Chỉ làm khổ tôi thôi. Thật sự, tôi không thích có thị giả nào hết. Nhưng đôi lúc không làm việc một mình vì tôi không biết đường đi và có khi tôi lái xe không khá lắm. Vì quý vị mà tôi cần quý vị. Cứ lẳng quẩn trong cái vòng như vậy. Được rồi, đây, tôi mua cho quý vị. Không, thật đó, tôi nghĩ tới quý vị nên mới mua. Ồ, dạ, cảm ơn sư phụ. Quý vị có thể lấy một miếng. Một miếng nhỏ nhé, như cái này. Nhiều quá ha, như thế thôi. Tôi không thể mang nhiều thứ hoài, không có thời giờ. Đây, ngon quá. Không phải số lượng. Mà là chất lượng, mỗi người một miếng, lấy một chút thôi, mỗi người một miếng. Nếu nó dính nhau thì đừng có bẻ, giữ cho vệ sinh nha. Chỉ lấy thôi, đừng đụng vào cái khác, chỉ lấy một miếng, ngon quá. Dừa, gặp quý vị sau nhé, và cảm ơn sư phụ. Cứ ngồi chung, đừng lo. Ngồi chỗ nào cũng được. Ôi trời ơi, đẹp quá, bởi vậy vào đây cô đó. Vô đây, ngồi đây. Ngồi đó đi, hộ pháp. Ngồi đó, ngồi đó, ngồi xuống. Đứng hay ngồi sát vô. Tôi đã bảo quý vị. Phải làm lầu 2 mà. Được rồi. Ôi trời ơi. Có một số con chiên ghẻ nhỏ, đừng lo, quý vị sẽ tới đó. Có vài người đi chậm. Quý vị có nhớ chuyện con rùa mà tôi kể không? Dạ nhớ. Tôi có kể chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Bao nhiêu người biết? Chuyện con rùa hàng xóm? Con không biết ạ. Hả? Không nhiều lắm. Chỉ vài người thôi. Được rồi. Chuyện con thỏ và con rùa. Ồ, dạ biết. Rồi. Còn chuyện cả khu rừng và... Ồ, dạ biết. Quý vị biết rồi hả? Dạ biết. Biết phải không? Dạ. Tất cả quý vị biết đúng không? Dạ. Biết hay không? Không. Dạ biết. Bao nhiêu người không đưa tay lên? Khu rừng cháy và loài vật bị đói. Rồi loài vật phải kể chuyện vui. Ồ, dạ biết. Không biết ạ. Được rồi, được rồi. Có những người như rùa vậy. Rùa, 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 rùa. Mấy con rùa này phải bò mau lên.
Không cần biết quý vị làm cách nào, có thể phải nhảy lên lưng thỏ mà cưỡi, hoặc làm gì đó, đi cho nhanh cưng nhé. Chúng ta đang ở thế kỷ 21 rồi nhé. Tôi chắc chắn họ đều cảm ơn về sự rộng lượng của quý vị. Nhưng dù muốn cho cái gì thì cũng phải xứng đáng mới cho. Nhận quà cũng vậy, tùy món quà gì. Nếu chỉ là đồ vật nhỏ thì không sao. Quý vị có thể trả lại họ bằng bữa ăn, không có gì quan trọng. Được rồi. Bên Nhật, chỉ nhà sư già, ý nói là cao tăng, người đã tu hành lâu năm và đã khai ngộ phần nào, mới được nấu ăn cho đại chúng. Cũng vậy. Nguyên tắc ở đây cũng vậy, tôi không có ý nói bắt chước Nhật, nhưng chỉ muốn cho quý vị biết là nên như thế. Dĩ nhiên, quý vị có thể tặng cho người nghèo hoặc tổ chức từ thiện, hội chữ thập đỏ, không sao, nhưng trong nhóm của mình chúng ta không nhận. Người ta luôn hỏi tôi lấy tiền từ đâu, tôi nói tôi lấy từ ngân hàng. Chung. Tôi đi và chỉ vẫy cây bút. Là lấy được một số tiền, tưởng tượng được không? Tôi chỉ dùng cây bút vô hại này và họ đưa tôi những gì tôi cần. Tôi không có ý nói chỉ 5 đô la, tất cả chỉ cần cái này thôi. Đừng học theo tôi. Quý vị có thể đến đó và dùng cả ngàn cây bút cũng không có hiệu quả. Đây là bút thần. Vấn đề với máy vi tính là vậy, nó nhảy lẹ quá. Có lần tôi tập đánh máy tất cả tư liệu vào máy tính rồi tôi bấm nhầm một nút, thế là tiêu hết, vĩnh biệt. Tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ để gõ lại tất cả các chữ. Tôi không giỏi đánh máy, không biết gì về máy vi tính, chẳng thấy gì là thú vị. Nhưng tôi ngạc nhiên, sao quý vị biết tất cả những thứ này? Hoặc ít ra anh ta cũng biết gì đó, còn tôi chẳng biết làm sao, thậm chí còn bấm lộn như vậy nữa. Thật tài tình, quý vị học đủ thứ. À, nên tôi không cần phải học nữa. Thật sự, tôi không cần nhiều. Không cần gì cả. Không cần máy vi tính, không cần truyền hình, không cần gì hết. Chỉ vì thế giới mà tôi phải cần. Nhưng tối thiểu thôi, vì tôi phải di chuyển rất nhiều do nghiệp chướng thế giới. Nên tôi không có chỗ ổn định, không có một căn nhà thật sự. Tôi chỉ có thể ở tạm một thời gian rồi đi, tới giờ vẫn vậy, có thể tương lai tôi sẽ có một nơi. Không phải tôi ràng buộc gì, nhưng bôn ba hoài mệt quá. Tôi cũng lớn tuổi rồi, già rồi. Sau này nếu tôi chống gậy, thì vé máy bay cũng sẽ đắt hơn. À, tôi biết. Một số công ty địa ốc, họ nói điều thật buồn cười. Chỉ để dụ quý vị tới đó xem. Vì khi xem rồi, có thể quý vị sẽ thích, nên họ ráng hết sức để ít ra quý vị sẽ đến đó xem. Nên nhiều khi họ đăng rất buồn cười như là phải xem. Nếu không, sẽ hối tiếc. Chẳng hạn vậy. Họ đăng gì đó. Dễ thương như nút áo. Rồi quý vị đến đó, chẳng thấy gì cả, chỉ giống như nhà di động. Dĩ nhiên là nó nhỏ như nút áo rồi. Còn dễ thương thì tôi không chắc, nhỏ như nút áo. Đôi khi họ nói, bên bờ sông. Thật ra đâu có gì, chỉ là một con kênh. Gọi là kênh hả? Dạ, kênh. Ta gọi là kênh thân thiện. Biết tại sao không? Vì quý vị có thể bắt tay với hàng xóm ở bờ bên kia. Kênh chỉ có bầy lớn. Có thể bước qua, bước lại, uống trà, trở qua. Uống trà, trở lại. Nên ta gọi đó là kênh thân thiện. Gọi là ao nước thân thiện. Nhiều khi họ nói, họ in chữ thật lớn như bất động sản trị giá triệu đô la, cạnh biển, cách nhà bạn chỉ vài phút. Vì họ in là nhà quý vị khoảng 200.000 đô. Rồi họ nói bất động sản triệu đô, chỉ cách nhà bạn vài phút. Họ còn không nói bao nhiêu phút, có thể 120 phút thì sao? Cho nên, nhiều khi tôi chỉ cười khi đọc mấy mẫu quảng cáo địa ốc.
Vì cạnh tranh quá nhiều, nên ai cũng muốn nổi hơn người khác để bảo đảm ít ra khách hàng sẽ tới. Và khi quý vị tới rồi, họ lại giới thiệu quý vị cái khác, khác hẳn với giá mà quý vị định xem. Họ đăng trên báo, chỉ 150.000 đô la. Xong phía trước, vân vân. Rồi quý vị thấy hấp dẫn, tới đó xem, rồi họ xin lỗi. Cái đó đã bán rồi, xin lỗi. Rồi họ nói, nhưng tôi có cái khác, nhìn này, chỉ thêm 300.000 đô nữa. Bạn sẽ được cái này. Nếu quý vị có thêm 300.000 đô nữa, chỉ thôi. Chỉ thêm 300.000 đô nữa thôi. Rồi họ giới thiệu quý vị đủ loại nhà khác nhau mà quý vị không dám nghĩ đến. Ngay cả trong mơ. Quý vị nghĩ, 200.000 đô, phía trước có xong, quý vị đọc hàng chữ nhỏ xíu, ở phía trước nhà, hoặc chỉ vài phút, hoặc có khi họ nói, nhà nhìn ra biển, lớn và giá rẻ. Quý vị nhìn kỹ thì thấy họ đề chữ nhỏ xíu chỗ nào đó, ẩn dưới bức hình nếu có thể. Biển phía trước chỉ vài phút. Vài phút. Nhưng họ không nói là bao nhiêu phút, có thể 120 phút. Vậy là mấy tiếng? Hai tiếng. Chỉ 120 phút thôi. Đâu có nhiều, phải không? Dĩ nhiên không đến nỗi nào, nhưng nhiều khi họ quảng cáo. Hình ảnh lừa mình. Trông thì rất đẹp đẽ, ấm cúng. Tới nơi thì hỡi ôi, một cái nút tồi tàn nhỏ nhắn, dễ thương. Đúng là cái nút dễ thương. Hai bên cũng có nhà lớn. Nhưng họ chỉ giúp căn nhà được quảng cáo đó rồi che nhà ở cả hai bên. Đương nhiên rồi quý vị nghĩ, hoàn toàn riêng tư. Phải, dễ thương như cái nút. Chắc chắn rồi. Tất cả quý vị có chỉ là cái nút. Khi đến đó, quý vị chỉ thấy cái nút nhỏ xíu. Mà họ làm căn nhà thành to lớn. Từ họ đứng dưới căn nhà chụp hình hay sao đó. Làm nó rất uy nghi và to lớn khi quý vị tới đó, thật sự như cái nút dễ thương, nhỏ xíu. Nên tôi có một vài kinh nghiệm về nhà cửa, nhưng dù sao cũng vui. Một trong những kiếp trước của tôi, tiền kiếp chứ không phải kiếp vừa rồi, tôi làm nghề địa ốc. Không, trong lúc hoàn pháp, cũng như bây giờ, tôi làm đủ thứ việc, nên không bao giờ nhận cúng dường từ người khác là như thế đó. Có lẽ vì vậy mà tôi biết nhiều về nhà cửa, tôi không cần học gì cả. Đôi khi giá trị nhà cửa không phải chỉ ở giá tiền. Quý vị phải biết mới được. Vì nhiều khi chỉ thêm vài bước nữa, có nhà rẻ hơn. Thật sự chỉ cách vài bước, không khác nhau gì mấy. Hoặc đôi khi nếu quý vị mua căn nhà giá bằng nhau, nhưng nếu căn nhà ở trong góc thì rộng hơn, chẳng hạn vậy. Nhiều thứ khác nhau nữa. Hoặc có khi họ nói 4 phòng ngủ, nhưng thật ra chỉ có thể phá ra làm thành 1 phòng rưỡi. Có những căn nhà họ chỉ nói có 2 phòng ngủ nhưng rất rộng, có thể làm thành 6. Cho nên không sao biết được. Giá rẻ không phải là tất cả. Tôi đã nghĩ, không chắc tôi có muốn ở lại không. Chẳng hạn, nếu mua tôi phải xem coi tôi muốn ở lại đó bao lâu, thật sự muốn ở lại hay không. Rồi khi muốn bán cũng mất thời gian rất lâu, có lẽ mau, còn tùy. Và rồi mình bị kẹt. Thật ra tôi chẳng thích nhà chút nào. Không thích. Nếu không có đệ tử quý vị thì tôi chỉ ở khách sạn. Chỉ một phòng trong khách sạn là đủ rồi. Rồi họ dọn phòng cho mình, thay khăn trải giường, cái gì cũng thay mỗi ngày, tôi không phải làm gì cả, không đắt lắm, đương nhiên cũng đắt. Nghĩ xem nếu mình để tiền đó chẳng hạn như 10 năm thì mua được một căn nhà, dĩ nhiên tốt hơn. Nhưng tôi không muốn nhà, mà muốn tiện lợi. Nhưng vì tôi có quý vị, có chó, có... Chỉ là đôi khi mọi thứ liên quan với nhau. Quý vị và chó, những thú cưng của tôi. Tốn kém quá nhiều. Quý vị là số 1, họ là số 2. Không phải tiền bạc thôi, mà còn thời gian và chia lìa nữa. Và nhà cửa ở Anh thì thật sự đắt. Với cái giá đó, quý vị có thể mua một căn nhà đẹp ở nơi khác.
Có thể ở Bulgaria hoặc Croatia, nhà cửa rất rẻ. Cùng một lúc, nếu mua ở đây, mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mua ở đây và kiếm được nhiều tiền. Dạ, mình kiếm được tiền khi mua nhà cửa ở đây. Mình không kiếm được vậy khi mua ở các nước khác. Làm sao cô biết? Mình đâu có bán hôm sau. 10 năm sau mình mới bán. Ồ, dạ không, dạ. Con không nói về, con nói chung về thị trường. Chúng ta mua để làm gì? Mình đâu có muốn kiếm tiền. Ồ, xin lỗi, dạ. Không ai thật sự cần kiếm tiền. Có thể, nhưng ý cô là nếu mình muốn có một mảnh đất tốt và gì đó, ở đó rất rẻ, ở Tây Ban Nha, còn rẻ hơn ở đây nhiều lắm, ở Pháp cũng vậy, Pháp cũng vậy. À, thật vậy, thật vậy. Sao vậy nhỉ? Chỉ cách có mấy phút thôi, ý nói là cách xa vài ngàn phút mà khác biệt quá lớn. Tại sao vậy? Vì Anh quốc nhỏ hay là gì? Sao chúng ta đến một nơi nhỏ để ở không biết nữa? Sao vậy? Cho tôi biết lý do. Sao không ở Bỉ? Hoặc sao không ở Pháp? Chúng ta có nhiều đồng tu bên Pháp không? Vì đồng bảng Anh. Ai mà bận tâm cái đó? Thật à? Vì đồng bảng Anh sao? Con nghĩ có lẽ ở đây người dân có học thức cao, nên họ kiếm được nhiều tiền. Và người ta bị thu hút tới những chỗ đó, vì họ cũng muốn kiếm nhiều tiền. Rồi nhu cầu về chỗ ở rất lớn. Vì vậy mà khiến giá cả tăng cao. Tôi không biết. Bên Pháp cũng kiếm được tiền mà. Tây Ban Nha thời tiết đẹp hơn. À, thời tiết đẹp hơn. Nhưng không có nhiều đồng tu, phải không? Con nghĩ là ngôn ngữ, vì mọi người ở đây nói tiếng Anh, nên ngôn ngữ, à ha, dễ hơn phải không? Dạ, dễ học hả? Dạ. Nếu quý vị đi Pháp. Trời ơi. Từ nhà. Camembert, phó mát Pháp. Camembert. Phải, phải. Dù tôi biết tiếng Pháp, nhưng cũng phải thú thật với quý vị rằng khi ở bên Pháp, nói tiếng Pháp rất là mệt cho tôi. Cách phát âm rất khó. Lạ lắm. À, giống như khi tôi làm một bài thơ bằng tiếng Anh, rất trôi chảy, dễ dàng, không líu lưỡi nhiều. Khi tôi dịch sang tiếng Pháp, ôi trời ơi, thật khó, quá khó. Và khi đọc lên, nó không, sau khi phải sửa rất nhiều thì hay, làm thành tiếng Pháp hay, nhưng khi đọc lên, vẫn thấy khó hơn đọc tiếng Anh. Dù mình biết cả hai thứ tiếng. Vậy là vì tiếng Anh, vì ngôn ngữ, phải không? Phải không? Thật không? Dạ phải. Dạ, mọi thứ là sự tiếp xúc với đế quốc Anh nhiều năm về trước. Ờ, à, đúng. Nhiều quốc gia được tiếp cận. Điều đó cũng đúng. Vì người Anh mở rộng lãnh thổ của họ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ vậy thôi, mà vì họ đã để lại ấn tượng rất tốt sau khi rời khỏi nước đó. Có lẽ họ đối xử với người dân tốt hơn những đế quốc chiếm thuộc địa khác. Cho nên người ta vẫn tin tưởng người Anh và về đây sinh sống. Có lẽ là thế, có thể ha. Đồng thời nhiều cơ hội việc làm hơn. Ở đây nhiều cơ hội việc làm hơn. Dạ, có chắc không? Dạ chắc, ở London. Nhất là ở London. Vậy sao? Ở đó có loại việc gì so với những quốc gia khác như Pháp? Vì nhiều người Tây Ban Nha và Ý và Pháp đến London, đặc biệt để tìm việc làm, vì họ nói trong nước của họ khó kiếm việc hơn. Họ có chắc không? Một người đại lý nói với con rằng có nhiều việc hơn là người làm. Ở London hả? Dạ. Vậy sao? Ồ, tin mừng. Quý vị nói đùa à? Nhưng tôi vẫn thấy có thất nghiệp. Bao nhiêu phần trăm? Dạ không, chủ yếu là việc trong ngành dịch vụ. Chẳng hạn như gì?
nhân viên phục vụ bàn, bán hàng, thì ai màng đâu, miễn là có việc là được rồi. Còn nghĩ chính phủ cũng khá thông minh, như hồi trước, bác sĩ được trả lương rất cao. Rồi họ cho bác sĩ từ các nước khác dễ dàng xin được thị thực để đến đây làm việc, sau đó dư bác sĩ, nên chính phủ phải trả lương cho bác sĩ thấp hơn. Con nghĩ chính phủ xem những kỹ năng nào họ cần, rồi cho những người có kỹ năng đó vào định cư dễ dàng, bên Hoa Kỳ hoặc Úc cũng vậy. À, có lẽ vì vậy. Cũng là vì ngôn ngữ dễ học hơn. Tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp có lẽ, phải không? Nhiều quyền lợi hơn, như là NHS nữa, từ văn phòng an sinh xã hội. Dạ không, từ dịch vụ y tế quốc gia NHS. À phải phải, à, quý vị cũng có hệ thống này. Dù không làm việc, quý vị vẫn được chăm sóc, phải không? Dạ phải. À, điều đó nữa, tôi phải nói vậy. Còn bên Pháp thì sao? Họ không có phúc lợi đó. Dạ có. Bên Pháp phúc lợi rất tốt. À, thế thì tại sao? Ở đây cũng giống vậy. Ngôn ngữ hả? Tôi cũng phải nói là tiếng Anh dễ hơn. Dạ. Và có lẽ không biết là gì, bình dị hơn hay gì đó, họ tử tế hơn hay là không? Không, giống nhau. Dạ. Người Anh ít trịnh trọng hơn, đúng không? Họ dễ chấp nhận người khác hơn, bao dung hơn nhiều, có gì sẵn lòng giúp đỡ hơn. Con nghĩ đây là một nơi tốt để học, có rất nhiều, theo kinh nghiệm của con, nơi đây thật sự tốt để học hỏi. Học cái gì? Như đại học, so với quốc gia của con. Vậy à, dạ đa văn hóa. Cô ở nước nào? Dạ Brazil. Ờ, Brazil, ồ, đương nhiên ở đó khác, ở đó xa. Đó là Nam Mỹ. Hiện giờ rất nhiều người Brazil đang sang Anh Quốc. À, dễ không? Đến đây à? Dạ khó lắm, nhưng ai cũng tới. Vì tình trạng ở đó thật khủng khiếp. Nếu khó thì sao họ tới đây được? Cứ đến ở đại à? Họ tới để cố gắng tìm việc làm, hiểu. Họ làm những việc như trong rạp hát, tiệm giặt ủi. Họ sợ trở về Brazil bởi vì tình trạng ở đó rất tệ. Còn cô thì sao? Cô có ổn không? Thị thực ra sao? Bây giờ ổn không? Bây giờ con sắp có. Dạ, con ổn. Bây giờ cô ổn ha? Phải chắc chắn nha. Vì ở bất hợp pháp không tốt. Không phải tôi khuyến khích nên có biên giới giữa các quốc gia. Dù sao, thế giới cũng không nên có biên giới. Nhưng có lẽ tình trạng hiện nay vẫn còn cần. Có thể không cần, không biết nữa. Người ta quá lo lắng, như nếu không có biên giới thì ai cũng sang Anh, hoặc mọi người sẽ đi bất cứ đâu và làm bất cứ gì. Nhưng chưa chắc như vậy. Vì tôi có nghe nói, thí dụ như trước kia nhiều nước gia nhập với nhau để trở thành Liên hiệp Âu Châu. Rồi họ nói với nhau rằng mọi người được tự do đi lại từ nước này sang nước khác. Sau đó họ sợ một số nước nghèo sẽ tràn tới Pháp, Đức hoặc nước nào đó. Tôi không nhớ nước nào. Nên họ ngưng việc đó. Nhưng Ireland không ngưng. Vẫn giữ lời hứa cho người ta được phép du hành đến Ireland nếu muốn. Nhưng cũng không nhiều người đến Ireland lắm. Có nhiều người lắm, sư phụ. Nhiều, nhưng ý tôi là không ồ ạt, biết không, 150.000 người đến Ba Lan trong năm qua. Người Ba Lan? Dạ, 3% dân số. Thế hả? Dạ. 3% tổng dân số? Dạ, chỉ một năm thôi. Quý vị cần thêm người. 100.000 người Trung Hoa. Vậy hả? Mọi nước trên thế giới, nhưng đâu có bao nhiêu. Dù vậy, không phải ai cũng đến, không phải toàn thể nước Romania hay bất cứ nước nào đều sẽ đến Ireland. Nhiều nước khác họ cũng có cơ hội này, nhưng chỉ có 150.000 người tới thôi. Có lẽ họ sẽ tới nữa, nhưng có lẽ không. Có lẽ nhiều đó thôi, không phải tất cả các nước đều đến Ireland. Thí dụ như Hungary, không phải là một quốc gia giàu. Nhưng tôi không thấy nhiều người muốn ra nước ngoài làm việc. Không, tôi không thấy vậy. Tôi không thấy nhiều người Hungary ở đây. Ngay cả trong nhóm mình đây, cũng chỉ có một người mà anh đó từ Mông Cổ. Gốc Mông Cổ.
Anh ta chỉ mới ở Hungary được một thời gian cho nên còn tùy, biết không? Không phải vì nghèo mà người ta sẽ sang nước đó. Không phải vậy. Bởi vì thí dụ như 150.000 người không phải từ một quốc gia mà từ nhiều quốc gia khác, nên mỗi nước đến không bao nhiêu người. Từ toàn thể Âu Châu thì vậy là không bao nhiêu. Còn người Trung Hoa thì dĩ nhiên rồi, không thể nói gì về người Hoa. Người Hoa nói gì được đây? Nơi nào họ cũng đi. Nhưng tôi không chắc là vì quý vị mở cửa thì mọi người sẽ đến, còn tùy họ có duyên với nước đó hay không, hoặc họ thích hay không. Vậy chỉ ở Ireland mở cửa thôi hả? Ireland, Anh và Thụy Điển ạ. À, vậy bây giờ nhiều người tới Anh và Thụy Điển hả? Dạ. Ở Thụy Điển tốt, thế à? Vậy tốt. Như thế mình có văn hóa đa dạng. Con người sẽ bao dung hơn và thông cảm với nhau hơn. Nhìn nước Anh thì thấy bao dung thế nào rồi, vì họ học hỏi từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Trước kia họ từng mở rộng vương quốc của họ, và vì vậy họ cũng đã học hỏi rất nhiều, thấy không? Học rất nhiều từ các nền văn hóa khác nhau, thành ra họ mới tôn trọng và khoan dung, vì họ biết ở đâu cũng có cái tốt, và quốc gia nào mình cũng học được một số điều. Họ không cảm thấy họ ưu tú hơn chủng tộc nào khác trên địa cầu, vì họ đã biết rồi, đã trải nghiệm rồi, và đã biết nhiều thứ từ những quốc gia khác nhau, những quốc gia đáng tôn trọng, những quốc gia đáng rất đáng nể, rất đáng học hỏi, đáng được trải nghiệm qua. Cho nên không phải họ chỉ tới đó chiếm cứ thôi, mà trong khi đó họ cũng học hỏi điều gì đó, thành ra họ mới phát triển. Dân Anh trưởng thành, trở nên bao dung hơn, và họ cũng học hỏi rất nhiều điều, nên họ dễ dàng hòa hợp với những giống dân khác, thành ra ở đâu họ cũng được yêu mến. Hộ chiếu của nước Anh được tôn trọng hơn nhiều nước khác trên thế giới. Nếu có hộ chiếu của Anh thì dễ dàng đi được nhiều nơi hơn, là vì vậy đó. Người dân Anh tâm họ cởi mở vì đã nhiều thế kỷ đi ra nước ngoài và trở lại, đi đi về về và học hỏi từ những văn hóa khác nhau. Ờ, như vậy rất tốt. Rồi còn gì nữa không? Không à. Mùa đông thời gian ngắn quá. 3 giờ chiều mà bên ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Còn Bỉ thì sao? Cũng vậy hả? Cũng vậy à. Dạ. Bỉ cũng vậy. Ai đâu, cưng? Giống vậy à? Dạ. Tại sao? Âu Châu đều như thế sao? Không, ngoại trừ Pháp và Tây Ban Nha. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trời sáng lâu hơn, cho đến mấy giờ? Cho tới 6 giờ. Vào khoảng 5-6 giờ. Khác nhau 1 giờ cho nên hơn một chút. Không liên quan gì tới chuyện đó. Nhưng mùa hè rất dài à. Phải, mùa hè ở đây dài. Ở đâu cũng dài. Ánh sáng kéo dài tới 10 giờ. 10 giờ, nơi nào cũng vậy. Mọi nơi, mùa hè là vậy đó. Ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy, trừ tiểu bang Alaska thì tôi không biết. Mùa hè ở Alaska cũng dài. Mùa đông ban ngày 6 tiếng. Ở đây mình có 8 tiếng ban ngày. Nhiều gì đâu, chỉ hơn 2 tiếng. Không nhiều lắm ha. Nhưng nói với vị hay, vậy cũng là tốt lắm rồi. Có người sống dưới lòng đất. Họ dùng ánh sáng nhân tạo và bầu trời nhân tạo. Ý quý vị dạ dạ là gì? Quý vị biết họ hả? Có biết họ không? Con biết vì đọc truyện. Truyện thôi à? Dạ không, con biết một nhóm trẻ em Á Châu có mặt trời đó. Sao? Vì có quá ít ánh sáng. Con nghĩ ở Alaska họ đến một điểm nóng, họ đến để có ánh sáng. Vì không thấy ánh sáng ban ngày, con không biết chính xác là ở đâu. Alaska, không, không phải. Dạ, không, nó. Tôi nói về chuyện khác. Có ai biết chuyện đó không? Những người sống dưới lòng đất, họ khoảng 5 triệu người. Ồ, ở đâu ạ? Ở nhiều nước khác nhau. Một số ở Nhật, Đài Loan, Formosa, Hoa Kỳ. Âu Châu không có. Ờ, họ sống tản mát dưới lòng đất. Vì sao ạ? Vì sao ạ? Hồi xưa họ từng bị hãm hại. Rồi họ xuống dưới đó, từng nhóm nhỏ, để tránh bị hãm hại.
Rồi sau này, họ cứ tiếp tục sống như thế, rồi có gia đình và đủ thứ, nhưng họ ổn. Họ có ánh mặt trời nhân tạo, như ánh nắng bình thường vậy. Họ không bao giờ đi ra ngoài ạ? Họ có đi ra, nhưng bí mật, quý vị không biết được. Họ có tài liệu và giấy tờ thông hành. Họ đi khi trao đổi dụng cụ, thức ăn, đồ đạc. Họ rất văn minh, rất phát triển về kỹ thuật và tâm linh cũng rất cao nữa. Họ có một vài vị thầy tối thiểu đẳng cấp thứ tư giảng dạy cho họ. Họ biết tôi và họ giữ truyền thống như thế đó. Họ không thật sự thích người ở trên này lắm. Họ đã có những kinh nghiệm xấu nên họ thích sống dưới đó hơn. Họ hạnh phúc, họ ổn. Họ có giống chúng ta không ạ? Giống. Chỉ cao hơn thôi. Con thắc mắc vì câu chuyện về một số trẻ em được tìm thấy bên anh, những trẻ em màu xanh. Trẻ em màu xanh, các em là khác. Cái đó không phải, cái đó khác. Những người này cao hơn nhiều. Những trẻ em màu xanh, họ từ đâu? Họ từ hang động ở đâu đó bên anh. Ồ, vậy ạ. Có lẽ cái đó khác. Không phải như những người này. Xanh có lẽ vì họ thiếu dinh dưỡng. Họ chỉ ăn quá nhiều cỏ, lá cây này nọ, cho nên bị thay đổi. Có nhớ chuyện về Milarepa không? Ngài biến thành màu xanh, tóc xanh, cái gì cũng xanh. Người ta hỏi, Ngài là ma hay là người? Nhỏ bé, xanh xao, gầy gò. Người ta nói, ăn cái gì thành cái đó, nhớ không? Nhớ chuyện Bobeje ăn rau bina không? Thành màu xanh. Những người ta nói đây là khác. Họ cao lớn hơn, có người cao hơn, có người cũng như chúng ta. Một số có lẽ nhỏ hơn. Họ là những người rất tốt. Có điều họ không thích những người sống trên mặt đất cho lắm. Vì cách suy nghĩ khác nhau. Họ khác hơn nhiều. Họ cư xử đàng hoàng hơn và có tâm linh hơn. They are more well behaved, more spiritual. Tôi không ngại. Không ngại nếu mình có chỗ nào như vậy để trốn. Hệ thống ở thế giới này nhiều lúc cũng quá sức chịu đựng đối với tôi. Vì chúng ta ai cũng thành thật, đơn thuần. Và nhất là tôi vì đã nổi tiếng. Nên thỉnh thoảng cũng bị khó khăn vì hệ thống này quá gò bó, nhiều khi rất không tử tế. Cũng rất khó cho tôi. Cho nên tôi cũng hiểu được tại sao họ muốn sống một mình dưới đó, không tiếp xúc gì nhiều với chúng ta, với người địa cầu. Người địa cầu sống trên mặt đất. Họ là người địa cầu sống dưới lòng đất. Nhưng họ có đạo tâm. Họ không ăn nhiều và họ rất, rất tốt. Có người rất cao lớn. Có lẽ ở trên này cái gì mình cũng có mặt trời này nọ, nhưng đôi khi chúng ta cũng làm việc trong văn phòng cả ngày. Chẳng thấy mặt trời bao nhiêu. Nhất là ở Anh, quý vị không cần phải làm việc trong văn phòng mới không thấy mặt trời. Đúng vậy ạ. Cho nên cũng không khác gì nhiều, phải không? Không khác mấy. Có người còn sợ ánh nắng mặt trời vì làn da nhạy cảm. Có lúc tôi cũng muốn xuống dưới lòng đất để tự lực cánh sinh. Những người này họ rất kín đáo, rất bí mật. Quý vị không gặp họ được. Nhiều khi họ lên mặt đất nhưng quý vị không biết họ. Không biết họ đâu. Họ không muốn ai biết. Họ rất kín đáo. Họ đi ra đi vô ở một địa điểm bí mật. Không ai thấy họ đi vào đi ra. Dù quý vị ở ngay lối vào, quý vị cũng không biết. Vì họ có kỹ thuật để giấu đi. Kỹ thuật của họ rất cao, đúng vậy. Một số còn cao hơn chúng ta.
về một vài khía cạnh, nên họ có đầy đủ, đủ để sinh sống. Họ không cần con người trên này. Dĩ nhiên cũng có chút đỉnh, đôi khi họ đi lên mua kim loại hay đồ đạc gì đó đem về chế tạo máy móc và những thứ cần thiết cho riêng họ. Nhưng họ chỉ lên vì việc đó thôi. Họ sống dưới lòng đất được bao lâu rồi, thưa sư phụ? Ồ, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Có thể đã mấy trăm năm. Hả? Họ trồng trọt thức ăn dưới đó không ạ? Có, họ có trồng. Họ dùng những phương tiện nhân tạo. Và họ mua một số từ đây. Họ sống ở đâu ạ? Dưới lòng đất. Tôi không muốn cho quý vị biết. Không muốn cho quý vị biết. Tôi không muốn để bất kỳ ai biết họ sống ở đâu. Không phải chỉ quý vị mà người khác sẽ biết rồi họ có thể đi truy lùng làm phiền những người này, dòm ngó, theo dõi. Tôi biết chỗ họ sống. Một số ở Nhật, một số ở Formosa, một số ở Hoa Kỳ. Quý vị biết vậy là đủ rồi. Họ muốn được để yên, thế thôi. Quý vị nên tôn trọng ý muốn của họ. Họ đáng được tôn trọng. Nếu được, tôi cũng xuống dưới đó. Không có gì bằng sự an bình. Sau một thời gian, quý vị sẽ thấy có được cuộc sống an bình thật tốt vô cùng. Đó là những gì họ muốn. Họ có rất có kỷ luật, không lộ ra cho thế giới trông thấy. Vì làm vậy là kết liễu cuộc đời bình an của họ. Quý vị không bao giờ biết chính quyền sẽ nghĩ sao về những người này và muốn làm gì với họ. Quý vị hiểu không? Người ta có thể bắt bỏ tù, tra tấn họ, bắt họ phải khai ra hoặc làm bất cứ gì. Tôi không có ý nói ở Anh, nhưng có thể ở bất cứ nơi đâu mà con người nghi ngờ những gì lạ, những gì khác với họ. Họ sẽ bắt những người đó chịu đủ loại đau khổ. Bởi vậy, quý vị không nên biết họ sống ở đâu, vì nếu không biết, quý vị sẽ không nói ra. Có câu hỏi nào hay không? Không ạ. À, nói tôi nghe. Có rất nhiều người muốn đến gặp sư phụ từ khắp Âu Châu. Không, không phải hôm nay. Không ạ, không phải hôm nay. Nhưng con chỉ muốn biết sư phụ có ý kiến gì về điều đó. Ngài muốn như thế nào để chúng con có thể sắp xếp? Không, lúc này thì không, quá muộn rồi. Dạ, tôi không biết kế tiếp thì sao, vì có vài người đã hỏi con qua tin nhắn và con không nói gì với họ hết, vì con không biết ý sư phụ muốn như thế nào. Phải, bởi vì con không muốn ngài gặp rắc rối. Không sao, vậy thôi khỏi. Dạ, khỏi đi. Không sao, đừng lo về điều đó. Họ đã gặp tôi cách đây lâu rồi. Năm nay, phải không? Năm ngoái, tháng 2. Vậy được rồi, không lâu cho lắm. Nhiều người không được gặp tôi, người Formosa, người Trung Quốc, đủ các nước, Singapore, Hồng Kông. Không sao, nhưng ý tôi là lần này chúng ta có thể có thêm vài người, như để họ ngồi trên đó chẳng hạn. Và khi thiền, họ có thể về nhà và thiền, hoặc người Anh về nhà còn những người khác ở lại. Chúng ta có thể luôn sắp xếp, hoặc có lẽ khách sạn bên cạnh, chẳng hạn. Thôi kệ, đừng lo về chuyện đó, đã xong rồi. Quý vị muốn ở lại đây hay là tối nay về? Một số người về phải không? Dạ, ở lại, tất cả ở lại ạ. À. Dạ, để làm gì? Ngồi hả? Thiền ạ, à, nhà. Đây là nhà ạ. À. Ngồi tới ngày mai hả? Dạ, chúng con đang ở nhà. Một số sắp về phải không? Thưa không, đây là nhà ạ. À. Dạ, đúng. Ờ, à, tốt, vậy tốt. Phải vậy mới được. Được, nếu không còn câu hỏi gì quan trọng, thì quý vị sang phòng khác, ngồi cho thoải mái. Ai hồi nãy chưa ngồi đây thì tiếp tục ngồi đây. Vậy nhé. Rồi, hẹn gặp lại quý vị và những người khác. Hãy đi xuống ngồi ở đây. Đừng ngồi trên lầu. Ngồi vào mấy chỗ trống hoặc ngồi trong hành lang, sao cũng được. Nhưng đừng ngồi trên lầu. Bây giờ quý vị ổn chứ? Dạ ổn. Có lẽ tôi đi lên dạy họ. Ồ, vẫn còn nhiều người ha. Quý vị ngồi chặt lại một chút nữa. À, thế thôi. Giày của tôi đâu rồi? Phía bên kia. Dạ đây. À, đừng lo. Tôi không cần giày bây giờ, chỉ muốn biết nó đâu, lỡ như quý vị thiền, tôi không muốn làm phiền.
Thôi, bây giờ tôi lên lầu. Quý vị ngồi thiền nha. Nếu ngồi được. Dạ, có thể ngồi vào chỗ trống này. Khi tôi không có đây, quý vị cứ ngồi hết mấy chỗ trống này. Dù sao cũng không có ai đi vô. Thôi, chào nhé.